Hello Minh Châu. Chào cô. Okay, how are you today? Happy. Okay, do you have breakfast? No, I Đợi con một tí, con nghe cái điện thoại nhé. Yeah. Okay. Do you have breakfast? No, Okay, con được nghỉ hè rồi hả con? don't. Chưa, thứ hai tuần sau con vẫn đi học bình thường. Okay. So yesterday we had a unique 32 happy birthday. So today we could continue with unit 33 on the beach. Okay. Nào bây giờ cô sẽ share cái màn hình nhá. Okay. Nào, bây giờ con đã nhìn thấy trên màn hình của cô chưa? Fun for starter, unit 23 on the beach. Ok. Nào, bây giờ Minh Châu sẽ đọc ba từ này và cho cô cái nghĩa tiếng Việt của nó, đoán nghĩa tiếng Việt của ba từ này là gì cho cô nhá. Sand, sea, beach, sand, sea, beach. Nào, từ đầu tiên mình có là sand, đúng không? Mình có từ sand. Vậy thì con có biết từ sand là nghĩa là gì không? Đúng rồi. Sand. Nào, đọc lại theo cô nào. Sand. Đúng rồi. Yeah. Sand. The next one nào. Sea. See. Sea. Mình có sea là gì con nhỉ? Biển. Biển đúng không? And the last one is beach. 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 Mình có beach là cái gì con nhỉ? Beach. Là bãi Đúng rồi, beach sẽ là bãi biển, là gồm có cát này và biển. Còn sea là chỉ mỗi là biển không thôi đúng không? Là cái nước biển ấy. Ok. Tiếp theo. show Shell. show Shell là gì con nhỉ? show Shell, Shell, Minh Châu có biết là gì không con? Mình sẽ có shell là vỏ sò, vỏ ốc nhá. Đi biển mình hay nghịch những cái vỏ sò, vỏ ốc ấy. Thì mình sẽ có những cái đó gọi là shell. Được chưa? Tiếp theo là coconut. Coconut là cái gì con nhỉ? Dừa. Coconut là dừa, đúng rồi. Và cuối cùng là sand castle. Sandcastle. Sand castle là gì nhỉ? Lâu đài cát, đúng rồi, sand castle. Ok. Được rồi, nào bây giờ mình sẽ đọc lại năm sáu cái từ này với cô nhá. The first one, sand. Đúng rồi. Sea. Beach. Beach. Shell. Coconut. Coconut. Coconuts. Sandcastle. Sandcastle.
Rồi nhớ cho cô nhá. Nhớ cho cô này, mình có sand castle tức là lâu đài cát. Mình sẽ có shell là vỏ sò. Đó thì hôm nay mình sẽ có hai cái từ mới đấy. Còn những cái từ trước thì mình đã biết nghĩa rồi đúng không con? Ok. So now we move to part A, ask and answer the questions. Và bây giờ thì cô sẽ có một số những câu hỏi cho Minh Châu nhá. Now, the first one. Do you like going to the beach? Yes, I do. Yes, I do. Okay. What do you do there? Con làm gì ở ở đấy nhỉ? Con làm gì ở biển nhỉ? What do you do there? Đi biển thì tất nhiên đầu tiên là phải gì rồi? Cái gì con? Cái gì? Swimming, good. Gì nữa nhỉ? Ngoài swimming ra thì mình còn làm gì nữa đây? Mình có thả diều không con? Không à? Nhưng mà nếu mà mình có thả diều thì mình sẽ có cái cụm từ cho việc thả diều là fly a kite. Cái fly chính là trong cái từ bay ấy. Thì mình sẽ có thả diều là fly a kite. Đó. Thì thường là các bạn sẽ làm gì nhở? Bơi này, thả diều này, xây lâu đài cát, đúng không? Okay, so the next one is what do you wear to the beach? What do you wear to the beach? Mình sẽ mặc gì ở biển con nhỉ? What do you wear to the beach? What do you wear? T-shirt and shorts. T-shirt and short. Nào đừng wear to the beach. Một là mình có thể mặc mặc gì cũng được giữa tất cả những mình thích đúng không? T-shirt and short. Hoặc là mình có thể mặc một cái đồ mà chuyên dành để đi bơi mà người ta hay gọi là cái gì có biết không? Cái bộ đồ bơi có biết tiếng Anh là gì không? Áo phao nhưng Mình sẽ có cái từ đồ bơi ấy, cái từ đồ bơi mà mình hay mặc áo bơi ấy. Đó sẽ là swimwear. Swimwear tiếng là đồ bơi nhá. Nào, ghi cho cô cái từ này vào vở. Đồ bơi. Đồ bơi. Với Anh. cả mấy cái từ như là shell và sand castle thì con cần ghi vào vở không? Có. Ừ thì ghi cho cô nhá. Thế để cô viết nó ở đây. Để mình nhìn cho dễ. Swim wear. Nào đọc lại với cô. Swim wear. Đồ bơi. Swimwear. Thấy chưa? Viết cho cô từ swimwear này. Đó. Từ shell và từ sand castle. Hello. Rồi ạ. Ok, con viết xong rồi đúng không? Rồi, nào, bây giờ, so now we move to part A. Now, point to the picture. Bây giờ thì mình sẽ vẽ vào trong cái picture nhá. Bây giờ mình sẽ vẽ hoặc là khoanh vào cái picture này với những câu hỏi của cô này. Where is the sun? Where is the sun? Khoanh vào the sun cho cô nào. On the sky. Where is the sun?
Ok, point to the picture. Cái bài này mình sẽ làm gì nhỉ? Mình sẽ vẽ hoặc là mình sẽ khoanh vào cái bức tranh cho cô nhá. Thì mình không cần phải trả lời. Nếu mình trả lời cũng được, vừa trả lời vừa khoanh thì càng tốt. Con khoanh được vào tranh không con? Hay là con trả lời hay là sao? Ok. Cái bút bấm vào Không không à rồi ok cô thấy rồi đấy, cô thấy cái con khoanh rồi. Ok, it's Where is rồi. ball? Where is In the sea. In the sea, good. And where is the shell? On the side. The shell. Okay, it's on the sand. Good. Where is the ball? Where is the ball? À, ừ đúng rồi, where is the ball thì giống nhau. Where is the On the tree. On the tree, good job. Đây là cây gì nhỉ? Đố của mình cho biết đây là cây gì đấy. Chắc là cây chắc là cây dừa. Cây dừa, đúng rồi, mình sẽ có cây dừa là coconut tree, được chưa? Nhá, yeah. Coconut tree. Ok. Can you see the fish? Can you see the fish? Can you see the fish? Now point to the fish in the picture. In the sea. Đúng rồi. And point to the bananas. Point to the bananas. Bananas, the wing. Ah, okay, good. Good job. Đó, thế là mình đã điền được đúng hết tất cả những cái từ. Khoanh được đúng hết tất cả những từ rồi nhá. Now, so now we move to the next part. Now, draw lines. Bây giờ mình sẽ nối những cái từ ở bên cái bên tay trái. Con thấy một dãy từ đây không? Con thấy một dãy từ không? Mình sẽ nối vào những cái đồ vật tương ứng nhá. Ví dụ như mình có a ball thì mình sẽ nối được vào quả bóng ở bên này. Đó, con hiểu bài này chưa? Hiểu bài này chưa nào? Đúng rồi, thì bây giờ làm cho cô nhá. Some fish.
Okay, now, so let's check. Number one is sand. Good. Number two is sea. Okay. A beach. Okay, good job. A bowl. A boat. Sand. Fish. Bird. Mat. Water. Shell, bone, monkey, and sheep. Đúng rồi. Mình sẽ có đây mới là sheep này. Con này, con thấy không? Đây mới là sheep nhá. Cái thuyền này mới là sheep này. Thuyền có cánh buồm rồi. Ý là nó hình như này. Nói chung là cũng hơi khó phân biệt. Nhưng mà đây mới là sheep. Còn đây sẽ là boat. Ok, nhưng mà thế thì cũng đúng hết rồi nhá. So now we move to part B, answer the question about picture. How many girls are there? Two girls are there. How many boys are there? How many boys? Bao nhiêu con? Two boys. Okay. How many sheep are there? So many. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 sheep. 11 sound. Okay. How many birds are there? 3 birds. 3 birds? Mm-hmm. Okay. What color are the birds? Bird is blue. It's blue. Okay. What is the man doing? Sleeping. What are the girls doing? Playing ball. And what color are the fish? Orange or yellow. Orange and yellow, what color? Okay. So now we move to part C. Look at the letters, write the words, find the things in the picture. Bây giờ bài này mình cũng làm nhiều rồi đúng không Minh Châu? Tức là sao nhỉ? Mình sẽ đoán nhá. Đoán xem những cái từ này là những cái từ gì. Và sau đó sẽ tìm những cái từ đó ở trong cái picture và sẽ khoanh lại cho cô trong cái picture nhá. Ví dụ như ở đây người ta có cái chữ coconut sắp xếp lộn xộn đây này. Thì mình sẽ điền được vào đây là coconut. Được chưa? Và sau đó mình sẽ tìm được cái cây dừa ở bên kia. Và tương tự như thế, con sẽ làm cho cô ba cái câu này nhá. Nhưng mà câu 1 con vẫn chưa biết là cái gì. Câu 1 con vẫn chưa biết là cái gì hả? Thế bây giờ con sẽ làm cái gì mà con biết thôi đã. Nhá, cái gì mà con chưa làm được con cứ bỏ qua cho cô, xong tí nữa cô bọn mình sẽ chữa. Câu 3 con biết rồi. Câu 3 được, câu 2 con biết hết rồi. Okay, now number two, con điền được là gì? Boot. Boot.
Ok, là bàn chân đúng không? Và number 3 là Banana. bananas. Ok. Thì number 1 thử đoán cho cô xem là cái gì nào. Cái gì mà có chap chap u h? Có phải là từ watch không nhỉ? Có phải là từ watch là cái từ đồng hồ không nhỉ? Watch. Nó chính là cái từ đồng hồ đấy con nhá. Watch. Tiếp theo là foot. Đó là cái bàn chân. Cuối cùng là bananas. Được chưa? Ok. Rồi. Con còn nhớ cái từ watch này là cái từ đồng hồ không con? Có, con cũng được học thêm cái từ này. Ok. Và bây giờ mình lại có một cái tips nữa. Start to tips. In speaking part 1 and 2, the examiner asks, where is the, where are the question. You don't need to say anywhere the object is in the picture. You only have to point it. The examiner will also ask how many what color question. You can answer this question with the correct number 1 to 20. And just one color word, for example, to blue. Tức là bài này người ta dạy mình là gì đấy? Trong cái phần speaking part 1 and 2 thì cái người hỏi sẽ hỏi con là cái này ở đâu, cái kia ở đâu, thì con không cần phải nói cái địa điểm của nó ra ở trên cái bức tranh, mà con chỉ cần làm ra đây tô và nó chỉ ra nó ở trên bức tranh thôi nhá. Và tiếp theo là khi mà cái người hỏi, người ta sẽ hỏi con là có bao nhiêu hoặc là màu gì, thì con không cần phải trả lời cả câu ra, mà con chỉ cần trả lời các số từ 1 đến 20 hoặc là những cái màu đấy thôi, ví dụ như là two hoặc là blue, thấy chưa? Tức là mình sẽ học cách trả lời ngắn gọn nhá, nhưng mà mình cũng không được quên cái cách trả lời đầy đủ của cô. Ok. Được chưa con? Rồi, nào bây giờ mình sẽ tiếp tục bài học của mình nhá. Thì tiếp theo là mình có part D này. What are the missing words? Tức là cái missing word này ở đây có nghĩa là gì đây? Từ còn thiếu nhá. Cái missing này ở đây không có nghĩa không có mỗi là nhớ đâu. Cái miss này không có mỗi là không có mỗi cái nghĩa là nhớ, mà nó còn có nghĩa là bỏ qua nữa. Vậy thì nếu sau này đi thi hay đi làm bài mà nhìn thấy cái cụm từ missing word của cô thì tức là cái từ còn thiếu. Và nếu mà thấy cái từ này thì có nghĩa là người ta bắt mình làm gì đấy con? Điền từ còn thiếu vào chỗ trống nhá. Ok, vậy thì bây giờ với mỗi một câu hỏi thì mình sẽ được nối vào những cái khác nhau. Đó, con thấy không? Ví dụ như what is this? What color is it? How many gì đấy? Tức là bây giờ mình đã được nối hết vào với nhau rồi. Nhá, tức là what is this là người ta nối vào cái thuyền này. What color is it? Người ta nối vào cái thuyền bên này này. How many gì đây? How many chấm 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 thì người ta cũng nối vào hai cái thuyền. Thì ý là con sẽ điền được cái từ còn thiếu vào đây tương ứng với những cái mà người ta nối trong tranh ý. Đó, câu hỏi thứ tư thì là what is the bird, à nhầm nhầm, chết rồi, cô nói đáp án rồi. What is the chấm 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 doing thì người ta lại nối vào con chim. Đó, tức là để con làm sao đây, biết cách để điền cái từ còn thiếu đấy vào chỗ trống với những cái từ, với những cái hình ảnh được nối với cái câu đó tương ứng nhá. Ok chưa con? Và ở bên này con có cả một trả lời câu hỏi của cô nữa này. Đó. What is this? Ta nối vào cái thuyền thì mình sẽ trả lời là gì đấy? A boat hoặc là a ship. Được chưa? Nhá. Ok, so let's start. Nào từ từ, trước khi làm thì nhìn xem có từ nào mới được cô giải giải nghĩa nào. Rồi thì bây giờ mình cho làm cho cô nhá. Khi nào xong thì sẽ bảo cô để mình sẽ chữa bài nhá.
Hôm nay cô có làm xong rồi. Ừ, con làm xong rồi. Ok, nào bây giờ mình sẽ chữa nhá. Năm một qua mình có gì con? A boat. A boat. Okay, good. Number two now. What color is it? What color is it? It's green. It's green. Good job. How many gì đây? Number three nào con này. How many boats are there? How many boats are there? Đúng rồi. Câu trả lời là two. Number four nào con nào. What is the bird doing? What is the bird doing? Walking. Walking. Walking có nghĩa là gì con nhỉ? Có nghĩa là đi. Đi, đúng rồi, đi bộ. Number six, what is this? What is it? A shell. A shell, đúng rồi, good job. Number seven, what color is it? White. White. Good. Number eight now. How many shells are there? How many shells are there? Okay, four. And the last one, number nine. What is the dog doing? What is the dog doing? Trả lời là gì nhỉ? Sleeping. Okay, sleeping. Good job. Và mình sẽ lại có một cái tips nữa nè. Start to tips. And listening part one, you will hear two people talking about the picture. You will hear names and descriptions of different people. You need to match each name with the right person. This is easy if you use your pencil to point the name you hear. And then the person who is being described, then you draw the line. Ở cái phần tips này thì người ta chỉ cho mình một cái cách là gì đây? Ở trong cái bài nghe ấy con, bạn sẽ được nghe gì nhỉ? Hai người nói chuyện về một cái bức tranh. Bạn sẽ nghe được tên và những cái gì đấy? Những cái thông tin của những cái người khác nhau. Và bạn cần nối tên với cái người đúng, tức là nối cái tên của người ta với người ta, được chưa? Và sẽ rất là dễ dàng cho bạn nếu mà bạn có một cái bút chì để viết lại cái tên mà bạn nghe được. Sau đó sẽ là cái người mà được nhắc đến, được chưa? Tức là khi ngay khi mà Minh Châu vừa nghe được một cái tên thì con phải ghi cái tên đó xuống giấy đó để mình không quên. Và sau đó mình lắng nghe xem là cái tên đó được nhắc đến ai. Và mình thì lúc đó thì mình sẽ tô, mình sẽ nối thì nó sẽ dễ hơn cho mình. Ok chưa con? Rồi. Rồi. So now we move to part E. Bây giờ mình sẽ được luyện tập luôn nhá. Mình listen and draw lines. Nào, nối tên với người tương ứng. Bây giờ cô sẽ cho nghe nhá. Now. 33E. On the beach. Look at the picture. Listen and look. There is one example. Here's a picture of some kids from school and me, Grandpa. We're on the beach. Oh, yes. It's a great picture. Who's that? The boy in the boat. That's Matt. But it's not Matt's boat. It's his brother's.
I see. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. One. And who's that girl? The one in the coconut tree. That's May. She loves coconuts. Is May a good friend? Yes, she's in my class. I really like her. Two. And what's that girl's name? That's Jill. What's Jill doing? She's looking at those shells. She's got lots of shells at home. Cool. Three. And that boy there is Hugo. Hugo. That's a great name. Yes. He loves running on the sand. Oh, but where are his shoes? I don't know, Grandpa. Four. Look, there's my friend Alice, too. The girl in the pink t-shirt? That's right. Alice likes sitting in a chair on the beach. Me too. Five. And what's that boy's name? He's running into the sea. That's Dan. Dan loves swimming. In the evening? In the morning, afternoon, or evening, Grandpa. It's lots of fun. Nào, có hết câu trả lời chưa con? Cô cho nghe lại một lần nữa nhá. One more time. Let's listen one more time. 33E. On the beach. Look at the picture. Listen and look. There is one example. Here's a picture of some kids from school and me, Grandpa. We're on the beach. Oh, yes. It's a great picture. Who's that? The boy in the boat. That's Matt. But it's not Matt's boat. It's his brother's. I see. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. One. And who's that girl? The one in the coconut tree. That's May. She loves coconuts. Is May a good friend? Yes. She's in my class. I really like her. Two. And what's that girl's name? That's Jill. What's Jill doing? She's looking at those shells. She's got lots of shells at home. Cool. Three. And that boy there is Hugo. Hugo. That's a great name. Yes. He loves running on the sand. Oh, but where are his shoes? I don't know, Grandpa. Four. Look, there's my friend Alice, too. The girl in the pink t-shirt? That's right. Alice likes sitting in a chair on the beach. Me too. Five.
And what's that boy's name? He's running into the sea. That's Dan. Dan loves swimming. In the evening? In the morning, afternoon, or evening, Grandpa. It's lots of fun. Ok, xong chưa con? Bây giờ mình sẽ check nha. The first one is May. Good job. Jill. Hugo. Alice. And Dan. Ok. Tell me, so now we move to part E. Talk about the things in the picture. At least 5 sentences. Bây giờ mình sẽ nói một chút về những cái bức tranh này nhá. Và ít nhất là 5 câu. Thật ra 5 câu thì hơi nhiều. Thôi rồi, mình sẽ nói bao nhiêu được thì mình sẽ nói thôi nhá. Now, the first one. Tell me about the boat. Tell me about the boat. Hãy kể cho cô nghe về cái thuyền này nào. Đầu tiên có thể nói là gì nhỉ? This is a boat. Đúng không? This is a boat này. This is brown, đúng không? Nó màu nâu này, đúng chưa? Xong rồi sao nhỉ? Xong rồi nó đang ở trên bãi biển. This is on a beach. Chưa? There's one boy sitting in here. Có một cái bạn trai thì đang đứng ở trên đó. Đang ngồi ở trên đó. Đúng chưa? Đó. Thì đấy sẽ là cách miêu tả của mình. Thì đầu tiên mình sẽ phải giới thiệu là đây là cái gì đã. Hoặc mình có thể giới thiệu đây là cái gì kèm với màu sắc của nó luôn. This is a brown boat. Đúng chưa? Và this is on a beach. The boat is next to the coconut tree. Đúng rồi. Good job. And the next one. The next question is. Rồi để cô tắt cái này. Okay, the next question is, tell me about the shells. The shell is on the sand. Được chưa? It's white. It's next to the girls. Đó. Là những cái câu như vậy. Okay. Okay, okay. And, tell me about the beach now. Kể cho con nghe về bãi biển này có những gì nào con? Tell me about the beach. This is the beach. Beach is the beach is The beach is next to the tree. The beach is so beautiful. Wow. Đúng rồi, và mình sẽ miêu tả là the beach has a shell này, a boat này, a sand castle này, đúng không? Mình có rất là nhiều thứ để mình có thể kể về cái. Đúng rồi, mình có rất nhiều thứ để mình có thể kể về cái street à, về cái the beach này, đúng không? Ok, bài hôm nay của mình khá là ngắn, thế là bây giờ mình đã hết bài rồi, nào để cô xem. À, mình có một số các cái ví dụ để nói về cái the boat này. Ví dụ như là It's brown, tức là nó màu nâu. It's brown. I like this boat. A boy is in the boat. It's his father's boat. And it's an old boat. Nó là một cái thuyền cũ. Được chưa? Tiếp theo là với cái shell nào. They are on the beach. Nó thì, bọn chúng thì đang ở trên bãi biển. There are two shells. Có hai con sò. There are two shells. Có hai cái vỏ sò. They are very big. And I like these shells. They are white. Tôi rất là thích những cái con, những cái vỏ sò này. Và chúng thì màu trắng. Okay. Được rồi. Vậy thì hôm nay mình đã học về bài On the Beach, đúng không? Vậy thì về nhà con sẽ nhớ học cho cô những cái từ mới này nhá. Ví dụ như là swimwear. Swimwear là đồ bơi này. Đó.
Shell là vỏ sò và sandcastle là lâu đài cát. Được chưa con? Rồi. Thế thì về mình nhớ học từ mới cho cô nhá. Okay. Okay, so goodbye and see you soon. Goodbye, teacher. See you again. Okay, goodbye.